Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm Nữ Nhân số 61, chuyện bài kinh khổ đau, tiền thân Asatthamantha. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỷ kheo bị tham dục chi phối. Câu chuyện sẽ được trình bày ở tiền thân Omadanti số 527. Ha ha ha, 问什么的说。